Chào anh em, đây là Combat Medic, là mẫu xe được làm theo xe quân dùng của Mỹ. Nếu anh em xem phim Mỹ chẳng hạn như The Stretcher hay là Nhà Đáng Thất Thủ thì sẽ thấy là cái xe chở lương thực của quân đội Mỹ là form xe giống xe này. Đây là set xe mới phát hành gồm 5 xe, đáng chú ý là có mẫu Dragbus. Thông thường một mẫu xe được coi là kinh điển thì theo truyền thống được tái bản từ đó về sau, chỉ thay đổi màu sơn và bộ tem thôi, thiết kế sẽ không thay đổi. Mẫu xe này có bánh cao su gầm kim loại, toàn bộ phần đế và tản nhiệt đục liền bằng kim loại, có chi tiết đèn. Đáng chú ý là bộ tem của hai mặt là khác nhau. Mẫu này nếu mà basic thì cái cửa này không mở được, nhưng premium thì luôn mở được cửa. Tuy nhiên cái mở cửa của nó là nửa vời, nghĩa là khi cửa mở ra thì bị méo cái vòm thành ra nó không có bản lề, đó là chỉ mở cho có thôi, còn đâu là không dùng được mấy. Còn khi đóng lại thì cũng sẽ khó, có nghĩa là khi mở ra rồi thì khi đóng lại nó rất là khó để mà đạt được cái cân đối như ban đầu, sẽ mất thời gian để chỉnh lại. Phần nóc này là sơn các màu nhưng nó vẫn bằng kim loại đúc liền khối với thân xe. Nhìn chung đây là một mẫu xe đẹp và đáng sưu tầm. Và hy vọng anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.